Hello, hello các bác nha. Em đang chuẩn bị set những dàn array, những bộ array của DB các bác nhá, đồng bộ DB hết. Thì rất nhiều các anh em đặt những sản phẩm này bên Ngọc Quang. Đấy, toàn mic này, vang này, súp của DB, hàng hôm nay công ty anh em về. Đấy, toàn hàng khủng ấy các bác nhá, toàn súp đơn, súp kép của DB Acoustic, rồi ghép những bộ array cao cấp nữa nhá. Đấy, và tủ cắt xê đầy đủ hết các bác nhá. Các bác mua thì bên em luôn luôn có những chương trình đặc biệt ưu đãi nhất cho các bác. Đấy. Đợt này em sẽ trưng bày những bộ sự kiện để các bác tham khảo và sưu tầm để mua sắm để các bác đi phục vụ sự kiện và làm đám cưới các bác nhá. Đây là những cặp tay của Array các bác nhá. Array 112 cộng, và các mã của Array em đều có đủ các bác ạ. Đấy, rất nhiều, một xe đầy đấy, để phục vụ các bác. Em sẽ lên cấu hình và setup dựng dàn Array cho các bác tham khảo. Và ấn tượng nhất là với những sản phẩm súp nha các bác nhá. Đấy, súp của những bộ sự kiện thì bây giờ các bác sử dụng cái súp đơn này cũng rất là nhiều này. Từ bát nó rất là khủng, to nhất của dòng súp. Đấy, và thương hiệu DB. Cái này có thể ghép vào hai cặp tay array và hoặc ba cặp, thì những quả súp đơn của DB này cũng đủ để hỗ trợ cho những cặp array để các bác đi sự kiện các bác nhá. Đồng bộ array hết các bác nhá, từ đẩy vang này, đấy, đẩy mixer, rồi quản lý nguồn, rồi tất cả các thứ đều của DB Acoustic các bác nhá. Rất nhiều những bộ sản phẩm sẽ được lên cấu hình để setup nha. Đầu tiên em sẽ setup và lên cấu hình mã 112 cộng thôi nhá. Đấy. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi. Em sẽ chuẩn bị dựng lên một bộ array.